mà chúng ta cần nhiều người xem cái nội dung của chúng ta hơn thì chúng ta cần phải trả tiền cho nền tảng. Tôi ví dụ này, bạn có thể tạo ra một cái chiến dịch quảng cáo, nó là video, nó là hình ảnh, nó là bài viết, nó là website, bất cứ cái gì. Nhưng bạn có thể target chính xác vào quận cam tại Mỹ chẳng hạn, đúng không? Quận cam tại Mỹ. Nói đến đây anh chị em nào mà làm quảng cáo thì sẽ biết. Tức là chúng ta bỏ tiền ra để mua cái sự chú ý. Vì là tất cả những cái nền tảng ấy mà Dương vừa kể, họ sinh ra cho chúng ta dùng miễn phí. Thế thì khi mà chúng ta cần nhiều người xem cái nội dung của chúng ta hơn thì chúng ta cần phải trả tiền cho nền tảng. Vậy thì bạn chỉ trả tiền cho nền tảng là nền tảng sẽ mang người xem, mang khách hàng đến cho bạn. Ở Mỹ có một quận là quận cam, có nhiều người Việt, đúng không? Thì bạn hoàn toàn có thể ghim cái vị trí quảng cáo là ở quận cam. Và cái bất động sản của bạn là quảng cáo thẳng cho những người ở đấy. Đó, có tuyệt vời không? Và ở những quốc gia khác cũng có những cái cộng đồng người Việt sinh sống. Vậy thì bạn có thể xem cái khu vực nào có nhiều người Việt sinh sống thì bạn quảng cáo vào cái khu vực đấy. Thế thôi, đơn giản.